Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ là sáng thứ bảy tại Hoa Kỳ, huynh đệ chúng ta học về giáo lý nhà Phật. Và hiện tại thì mình đang học kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ sáu. Nay là ngày 28 tháng 3 năm 2020. Kính chào hết tất cả chư huynh đệ. Cái đoạn đường mà huynh đệ chúng ta học Phật để mà hiểu được cái nền giáo lý chính thống của đạo Phật thì nói một cách nào đó thì không phải ai cũng đủ khả năng theo được tới tới nơi. Người đời người xưa ta nói trường đồ tri mã lực sử cửu kiến nhân tâm. Có những cái đường xa mình chưa có nói trước được. Có những vị ban đầu học Phật rất là tinh tấn, nhưng mà rồi bị những cái chướng ma, bị những cái chướng duyên nó làm cản bước đường của ta đi. Nó nhiều cái thứ mà trong đó ta gọi là tứ ma đó. Mà tứ ma đó thì ma tử thì ta không ngại rồi. Nếu mà huynh đệ mình hiểu được một chút nào chánh pháp nhà Phật thì mình không có ngại gì ma tử hết. Mà ngại nhất là cái phiền não ma, cái thiên ma, cái ngũ ấm ma. Phiền não ma là cái ma buồn, cái ma lo nghĩ, cái ma ưu tư sầu lự, nó thấp thoáng, nó ẩn hiện ở đâu đó, làm cho ta sợ hãi. Học chánh pháp rất là bấp bênh. Cái thiên ma là ma vật chất, ma danh vọng, ma lợi lộc, ma chức tước địa vị. Những cái thứ đó nó lôi ta một cái là ta cũng không học Phật được đâu. Rồi nó cái ma cuối cùng là ngũ ấm ma. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này nó ngăn che. Nó làm cho ta cũng khó mà thẳng tắp trên cái con đường học đạo, hiểu đạo và hành đạo. Trong một cái group các huynh đệ với nhau thì một ngày nó có 2 cái giờ mà để thăm hỏi nhau, động viên nhau. Tuy rằng nói vậy thôi chứ cái điều mong mỏi là mong mỏi, ước mơ chỉ là ước mơ chứ khó mà nó thành tựu. Bởi vì mỗi người mỗi mỗi cha, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cái tư tưởng khác nhau. Nó còn đang lẩn quẩn trong cái vòng phàm thánh đồng cư độ. Cho nên để thống nhất, để về một cái ý chí, để trở thành một cái tâm chung khó vô cùng nghe quý vị. Mình mà chỉ lơi cảnh giác một ly thôi là mình đi xa một dặm trường. Cho nên có lần Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo á, Đức Phật nói hồi nãy ta ra đường ta thấy có mấy cái anh chàng người ta đốn gỗ trên rừng á,
ta nhờ cái dòng nước để ta thả trôi xuôi về đồng bằng, xuôi về biển cả. Này chứ tỳ kheo, muốn cho những cái khúc gỗ mà từ trên nguồn đốn đó mà thải xuống dòng nước cho nó về biển cả thì chứ tỳ kheo phải để ý. Thứ nhất là làm sao cái khúc gỗ kia nó đừng có vướng cồn đảo. Thứ hai là làm sao cho khúc gỗ kia nó đừng có tấp hai bên bờ. Thứ ba là đừng cho khúc gỗ kia nó cuốn theo cái vòng nước xoáy. Và đừng cho khúc gỗ kia nó bị người vớt. Và đừng cho cái khúc gỗ kia nó mục rửa giữa dòng sông. Thì những cái điều kiện mà nó thanh thoát như vậy đó thì nó mới có cái cơ hội để xuôi về đồng bằng, xuôi về biển cả. Như vậy đối với các anh thợ đốn những cái khúc gỗ rồi nhờ cái dòng nước suối từ trên thượng nguồn để cho nó đưa những khúc gỗ đó xuôi về đồng bằng biển cả, nó còn khó khăn như vậy. Còn trên quá trình mà huynh đệ thầy trò chúng ta cùng nhau học Phật để mà hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ đó, nó bằng tâm linh đó, thì các vị biết nó còn khó khăn hơn. Khó khăn gấp vạn lần. Nhưng mà chúng ta không phát chí, không vững cái tư tưởng, thì coi như là cái cuộc loanh quanh, lộn qua lộn lại trong cái vòng ham muốn tình tiền, ngũ dục lạc này, nó luôn luôn, nó mời mọc, nó kéo lôi. Cái khúc gỗ mà cho nó xuôi nguồn, nó đừng có tấp hai bên bờ đó, có nghĩa là chúng ta tu hành làm sao mà đừng nhẹ đi, đừng có để chấp ngã và chấp pháp nó làm lung lay ý chí, lung lay cái sự học đạo của chúng ta. Chấp ngã và chấp pháp, như ngày hôm qua chúng ta học chứng đạo ca có nói vấn đề đó. Chúng ta đừng để cho nó vướng cồn đảo. Cái cồn đảo đây là cái nơi công danh, nơi sự nghiệp mà nó làm và cản bước ta. Đừng có làm cho nó sôi theo cái dòng nước xoáy, đó là ái dục. Nó sôi theo cái dòng nước, nó cứ lanh quanh, cho nên nó không có thể trôi xuôi về biển cả. Đừng cho người vớt, đừng cho dướng cồn đảo, đừng cho sôi theo dòng nước, đừng cho tấp hai bên bờ, đừng cho nó mục rửa giữa dòng sông. Nói chung là cái việc mà khúc gỗ từ trên thượng nguồn mà trôi về biển cả, nó nghe nó khó khăn như vậy, nhưng mà nó còn có cái cơ hội để có thể nó trôi về biển cả. Còn huynh đệ thầy trò hiện giờ của chúng ta tu hành làm sao mà vượt qua cái khó khăn đó là cả một vấn đề. Cái lớp học nào cũng vậy. Khi mà còn lớp tiểu học từ lớp 1 cho tới lớp 5, lớp 6 đó, đông học trò lắm. Nhưng mà số lượng học trò đó mà lên tới được cái bậc đại học vào những cái khoa của trường đại học thì cái lớp học mà hàng ngàn người kia nó chỉ còn lại vài chục người, vài ba người. Cho nên tại sao chúng ta thấy rằng ngày xưa cho tới ngày nay không thấy ai chứng đạo thành đạo hết trơn, là tại vì chúng ta thường hay bị những cái hoàn cảnh mà chúng ta bị tấp hai bên bờ. Nặng nề nhất của huynh đệ mình là bị tấp hai bên bờ, có nghĩa là chấp ngã và chấp pháp. Vì vậy mà
chiều nay ở tại đây, có nghĩa là sáng ngày mai ở Việt Nam, huynh đệ mình học một lần nữa về chấp ngã và chấp pháp. Hãy có chủ thể là có khách thể, mà chủ thể khách thể mà nó gặp nhau là nó có sanh sự sự sanh, có nghĩa là có bản ngã là có chấp ngã là có chấp pháp. Vì vậy cho nên bữa nay mình học tiếp cái kinh A Di Đà tới cái đoạn là hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, xuân mãn kỳ trung, trì để thường dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành, thượng hữu lầu cát, diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cừ, xích châu mã não, nhi nghiêm sức chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Một đoạn kinh này thôi mà nếu ta hiểu được, ta hành được là ta đạt tới cái cảnh giới cực lạc. Kinh của Đạo Phật, lời của Đức Phật, không phải hết một bộ kinh ta mới chứng ngộ được. Có khi nghe một câu, một bài kệ, một niệm tùy hỷ thôi thì chúng ta cũng tỏ ngộ. Các vị nghe những cái bài kinh giảng Đại Thừa hay là nghe cái duyên mà nghe chúng tôi truyền thụ lại cho các vị, các vị hãy nghe trở về cái tánh nghe nha. Chứ huynh đệ đừng có nghe cái kiểu mà dòm tôi, rồi nhìn tôi, rồi phân biệt phải quấy tốt xấu nghe, là không bao giờ các vị có kết quả nghe. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng. Các vị đang nghe cái pháp Thượng Thừa, pháp Đại Thừa như thế này, là các vị phải nghe bằng cái tánh nghe, chứ không nghe bằng cái hình thức nghe, không nghe bằng con mắt nghe, không nghe bằng cái lỗ tai nghe, không nghe bằng cái lỗ mũi nghe, và không nghe bằng cái ý phân biệt nghe. Nếu như một huynh đệ nào mà nghe bằng cái ý phân biệt là quý vị dẹp ngay đi, tắt ngay đài, bắt qua cái khác coi, bắt sexy coi, hay bắt cái gì đó chửi bới nhau coi, đừng nghe tôi giảng. Không có lợi ích gì hết. Còn nếu như các vị chấp nhận bằng lòng là các vị phải buông, và tôi nói bằng cái tánh của Đức Phật dạy, và các vị nghe bằng cái tánh nghe, thì cái nghe đó nó mới đem lại cả thầy lẫn trò, cả người nói lẫn người nghe, bằng một cái cảm ứng và sự quan hệ. Phật nói hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì. Hữu là lại nữa. Lại nữa này, xá lợi phất ơi, cái cõi cực lạc, cái nước cực lạc kia đó, hữu thất bảo trì là có cái ao thất bảo. Chữ thất là bảy, chữ bảo là quý báu đó, chữ trì là cái ao. Cõi cực lạc quốc độ kia có cái ao thất bảo, mà bát công đức thủy sung mãn kỳ trung, bát công đức thủy có nghĩa là trong ao nó có cái nước bát công đức, mà coi như là được sung mãn, được thấm nhuần. Tại sao cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung? Tại vì xưa nay con người mình ở cái cảnh giới ta bà này đồng quan niệm rằng ở cảnh giới này là cảnh giới ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Tất cả chúng ta cứ nghe quan niệm rằng chúng ta đang ở cái sông ái,
sông ái mà nó sao lãng, nó lên đên, nó phập phềnh, nó lăng tăng. Ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi phải, ba hồi quấy. Cho nên hiện giờ chúng ta ở cõi cảnh ta bà, có nghĩa là đang ở trong cái sông ái. Gọi là ái hà. Ái hà thiên thích lãng. Thiên là ngang. Trong cái sông ái này có ngang cái sự sao động. Hay nói khác hơn rằng nó bấp bênh, thương là thương đấy mà. Nhưng mà thương kia chưa hẳn là ôm người ta được trong thân, mình ôm được người trong trong cái vòng tay của mình. Chứ đó là ôm thể xác, cái chưa hẳn ôm được linh hồn. Nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Cuộc đời này lắm lắm người gọi là đồng sàng dĩ mộng. Bởi vậy mới gọi là ái hà thiên xích lãng. Khổ hải vạn trùng ba. Cái ái hà là cái sông ái, khổ hải là cái biển khổ. Biển khổ sông đánh phập phồng, sông đánh dữ dội, sông đánh phình phình, sông đánh rác rào. Mà chúng ta cứ mãi hập lặng trong đó. Cho nên đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, cho nên uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm. Do mình xa rời cái tánh thật của mình, cái tánh thiên chân Phật của mình, cho nên vì vậy mà mình bị rớt vào, mình bị lạc vào cái khu vực gọi là mê lưu. Cho nên tùy sinh tử dĩ phiêu trầm. Cho nên chạy theo cái con đường tử sinh này mà phập phiêu, sóng dồi gió giật. Đó là cuộc đời, khổ hải vạn trùng ba. Nói không hết được cuộc đời. Vạn trùng, thiên xích lãng, vạn trùng ba. Sông mê gọi là ái hà thì thiên xích lãng, mà biển khổ thì vạn trùng ba. Cho nên bây giờ Phật mới nói rằng nếu như ai mà đến được cõi cực lạc đó, thì cõi cực lạc có cái ao thất bảo. Cái chữ này mà quý thầy như tôi đã lời nhiều lần gọi là khiêu khích, không học đạo, không học thuật ngữ Phật học, không học danh số Phật học thì coi như là cứng họng. Cứng họng. Có cực lạc, có ao thất bảo, có nước tám công đức. Nếu mà không học là coi như cứng họng. Cái ao thất bảo mà nếu như ngoài đời người ta nói rằng thất bảo đó là vàng, là bạc, là lưu ly, là pha lê, là kim ngân, là xích châu, sắc cừ, mã não, bảy món đó. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, nó là báo đó. Thì nó báo, nó bảy báo này là quý báo đối với ai? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, người ta thường nói là vàng nó có chân đi mà. Tiền nó ở túi người này, nó qua túi người khác thì nó báo với ai?
Tôi nhớ cái thời gian khi mà tôi từ giã cái nhà quê để lên Sài Gòn học vào năm 1992 cho tới năm 96 là lúc bấy giờ tôi ở Bà Chiểu. Thì các vị nhớ rằng là tôi nhớ rất rõ là cái thời đó, lúc đó là tôi còn con nít lắm, hồi hồi lên Sài Gòn mới có 16 17 tuổi gì đó thôi. Cho tới 20 tuổi thì thọ tỳ kheo làm thầy. Rồi cái ham có đệ tử, có mấy đứa đệ tử lớn có nhỏ, có mấy đứa nhỏ ngang ngang với tôi cho nên nó gần gũi với mình, gọi mấy đứa. Vậy mà những huynh đệ đó bây giờ mấy người chết rồi đó nha. Và hiện giờ trong cái lúc này đang nghe đây có một cái người đệ tử mà gọi là tôi cho là quy đầu tiên với tôi đó. Cho nên tôi cái gì tôi cũng hay tâm sự hay nói. Lúc đó các vị biết ở Sài Gòn vào năm chín mươi mấy đó, nó cũng chưa phải đông đúc mà lại tôi ở Bà Chiểu nữa, có được mấy Phật tử họ thương mà ngày nào cũng đi đi bộ hoặc là đi xe đạp từ ở xóm Vườn Cao mà đi ra cái trường cấp tiến ở đường Vũ Tùng á, ngay chỗ cái chợ cá Bà Chiểu á, để học học cho hết cái chương trình phổ thông. Có một cái năm duy nhất là lấy là cái bằng tú tài sau cái ngày 30 tháng 4 năm 75, cái chế độ của chính quyền Việt Nam bây giờ lấy là cái năm, một năm một duy nhất lấy bằng tú tài là năm đó là tôi đậu tú tài hạng khá đó. Có nhiều người không biết cái nói đồ láo cá, ông đời ông làm gì có tú tài, là tại vì những người không biết. Duy nhất có một năm duy nhất Sở Giáo dục Đào tạo lấy lại cái bằng lớp 12 là cái bằng tú tài, nhưng mà có một năm duy nhất thôi, là cái năm đó là tôi nhớ không bao giờ quên. Cho nên cái bằng lớp 12 của tôi là cái bằng gọi là bằng tú tài, mà tôi nói bằng tú tài ra cái nhiều người họ nói tôi nói láo. Thế gian này nó hồ đồ lắm, có nhiều người nó hồ đồ lắm. Thí dụ như mình nghe người ta nói mình phải tìm hiểu, mình phải suy nghĩ coi coi người ta nói vậy ta nổ hay là cái người mà có trí á, mình không có vội phán xét liền đâu đó. Tôi trở lại vấn đề, năm đó là năm duy nhất lấy bằng tú tài mà tôi, năm đó tôi đậu tú tài duy nhất có một năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Tôi ở bên này thì tôi không thể gọi là ngày giải phóng mà tôi cũng không thể gọi là ngày mất nước nữa. Thôi thì tôi chỉ nói cái mốc ngoặt về cho các Phật tử biết nó khó lắm. Tôi sống 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 giữa hai cái thái cực ở hải ngoại, mà nếu mà nói những cái danh từ mà bên đây sử dụng thì ở Việt Nam ghép là cái tội phản động, mà nếu mà nói theo danh từ Việt Nam sử dụng thì bên đây nó cho là cộng sản quốc danh, nên nó khó từng cái lời nói. Nói sau ngày mất nước thì bị Việt Nam người ta gọi là phản động, nước còn nó lấy đâu mất, mà nói sau ngày giải phóng thì bên đây người ta rầy. Thành ra thôi cảm thông cho tôi. Sau sau 30 tháng 4 năm 75 có một cái năm duy nhất lấy là bằng tú tài, mà năm đó là tôi đậu tú tài. Rồi trở lại cái vấn đề không phải là khoe, nhưng mà trở lại vấn đề tôi muốn nói. Cái năm đó đó các vị biết vàng nó rất là rẻ, vàng rất là rẻ. Thì tôi nói với cái anh Phật tử tôi á, tại vì anh nó đêm nào cũng về tụng kinh, bị đệ tử giống như là đệ tử đầu tiên của tôi mà anh cũng có thông minh hiểu biết. Tôi mới nói là vàng nó rẻ quá, thôi gom gom hả đủ một chỉ, cái thầy trò mình mua một chỉ. Cái rồi mai mốt á, cái chùa mình nếu có hư rồi lấy đó ra sửa, hoặc giả là người ta có đuổi đi thì mình mua đất mình cất chùa. Anh ta nói thôi thầy ơi, vàng giờ nó rẻ rề, vàng giờ nó rẻ rề, thầy mua làm chi.
Nhưng hơn nữa người tu đâu có giữ vàng, mà con giữ thì con đi làm cả ngày cực nữa thầy. Mắc cười. Vui thì cái tôi cũng nghe, à anh nói cũng có lý. Cho tới tôi mắc cười, tôi nhớ đây là ở đây có những vị quận 2 nè. Tới chừng mà tôi hàng ngày cứ đạp xe đạp qua bên Cát Lái cái chỗ cầu ông Tranh để trồng rau muống, trồng lúa làm ruộng đồ với quý thầy cho vui đó. Qua đó gặp một Phật tử, tội nghiệp họ con đông lắm, mà họ nuôi dịch, họ cực khổ lắm. Họ nói ra, lúc đó tôi chưa là thầy, là thầy rồi chứ thầy tai. À, tôi có 7-8 miếng đất nhỏ nhỏ ráp lợi tận miếng ruộng cả chú. Trời ơi, quận 2 này bây giờ coi như là chú biết không có làm ăn gì được, giữ chỗ thầy tài, giữ dịch mà dịch nó còn chết nữa. Rồi coi như là cứ bị sâu rầy, bị cướp bóc hoài à. Thôi, thầy ở bên Sài Gòn á, người ta kêu là lúc có quận nhất này kia kêu Sài Gòn. Thầy về bển thầy nói Phật tử thầy đó, cho thầy vài chỉ vàng ấy, 7-8 chỉ gì đó. Thầy qua thầy cho tôi để tôi nuôi con tôi. Rồi thầy muốn cấm đất nhiêu đó cấm. Thầy cấm về ngang 10 mét, về dài 30 mét, hay là về ngang 20 mét, về dài 20 mét, đồ đó thầy cấm, nhiêu đó thầy cấm. Để tôi lấy 7-8 chỉ vàng đó, tôi nuôi con tôi cho nó ăn, nó học. Thì tôi nhớ lại, tôi về tôi nói với đệ tử tôi giờ có đang nghe đó. Tôi nói thầy thấy có cô Phật tử đó, cổ nói cổ nghèo quá, cổ có miếng đất mà bây giờ thầy tính nói với chú coi mình gom gom mình mượn Phật tử đồ thêm, như lời cổ nói 7-8 chỉ cấm nhiêu đất nó cấm. Chú nói trôi vàng bây giờ đâu có giá trị gì đâu thầy. Hơn nữa là đất điền thầy mua làm chi, đất bên đó đâu có cái gì đâu. Vậy đó mà từ năm 95-96 mà tới bây giờ các vị nghĩ đất quận 2 đó, như đạo hữu ở hiện giờ đang nói là chùa Huy Nghiêm đó, thử cái miếng đất đó là một tấc đất tấc vàng. Trở lại cái vấn đề tôi muốn nói như vậy là vàng của thế gian nó có nghĩa lý chi mà gọi là báo chứ. Rồi bạc là tiền bạc, nó là có nghĩa lý chi. Nó nay ở cái túi người này, mai túi người kia. Nghĩa lý chi? Thành ra các vị thấy, vì vậy mà Đức Phật vận dụng cái thế giới tất đàn. Đức Phật vẫn nói rằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não đó là quý. Xin lỗi các đạo hữu là có vị là nó hổ phách, thời Đức Phật chưa có dùng cái danh từ hổ phách mà mình gọi là mã não đó. Thế thì Đức Thế Tôn vận dụng cái cách thuyết pháp của Ngài gọi là tứ tất đàn, trong đó có câu là phổ vị thế giới tất đàn. Đức Phật vẫn thuận theo cái sự thích thú của chúng sanh, vẫn đưa ra, vẫn nói ra 7 cái món báo của chúng sanh nó thích thú. Nhưng mà để Phật muốn so sánh lại 7 món báo của bậc thánh sử dụng, đó là thất thánh tài. Từ phổ vị thế giới tất đàn dẫn dụ để đối trị với tâm ham thích của chúng sanh, để đưa đến đệ nhất nghĩa tất đàn, để cho chúng sanh nhận ra cái gia tài quý báu của bậc thánh, đó là tính, đó là giới, đó là văn, đó là tàm, đó là quý, đó là xã, đó là huệ. 7 cái món gọi là thất thánh tài. Thất thánh tài, chữ tín đây là đức tin. Ban đầu là chúng ta tin nơi tam bảo thì gồm có tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự và tín lý. Hãy nếu nói chữ tin trong đạo Phật mà người nào không nhớ lại 6 cái đức tin thì coi như chưa hiểu gì đạo Phật.
đức tin của đạo Phật. Coi như các vị thấy tôi giảng kinh là tôi giảng pháp số và thuật ngữ Phật học, nhắc đi nhắc lại cho Phật tử nhớ. Đức tin của đạo Phật có 6. Tự tin. Ban đầu là chúng ta phải có đức tin nơi tha tin, nó nghĩa là tin nơi Đức Phật. Nhưng chung quy dù tự tin hay tha tin cũng là soi rọi tin cái khả năng mình có khả năng chuyển vời phiền não, nghiệp chướng, khổ đau để trở về cho cái Phật quyền của chính mình. Vì vậy mà đừng giải thích lòng vòng cái tính tự là tin mình, tính tha là tin người, dòng do mệt lắm. Dầu tin cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cái tin của đạo Phật vẫn là chánh tín. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự và tính lý. Cuối cùng cũng đưa về con người trở về chánh tín. Hay nói chung quy rằng cái đức tin của đạo Phật là tin cái nhân quả nghiệp báo. Còn nếu như các vị đến với đạo Phật mà các vị không biết trân trọng cái đức tin, mà các vị khinh mình, vì khinh mình cho nên các vị mới tin cầu trời Phật thần thánh, cầu Bồ Tát này Bồ Tát kia, cầu là hơn nọ. Có nghĩa là quý vị khinh mình đó, tự mình khinh mình đó. Như huynh đệ mình đã học rằng chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, bất ư thiên thượng nhân, thiên thượng thành đạo giả. Chư Phật Thế Tôn đều xuất hiện tại cõi nhân gian này để mà thành đạo, chứ không có xuất hiện ở trên trời trên mây mà thành đạo bao giờ. Khi mình học Phật thật sự, học Phật mà được gọi là minh sư khai ngộ, được thầy lành bạn tốt dắt dìu đúng chánh pháp, là chúng ta phải có cái đức tin nơi chính mình. Có nghĩa là mình không có khinh mình. Mình không có khinh mình. Nếu trên bước đường tu mà mình khinh mình á, thì không bao giờ mình có an lạc được hết trơn. Cái gì mình cũng sợ hết thì mình không có an lạc được. Mình gặp khúc cây trôi mình cũng sợ. Gặp cái gò mối cao lên vậy mình cũng sợ. Gặp cục đá nặng mình cũng sợ, đá nó nặng rồi. Nhưng mà mình sợ cho mình tưởng tượng trong cục đá đó nó có ông thần ở trong đó, mình sợ. Cho nên mình tu mà cái gì mình cũng sợ hết trơn á, là có nghĩa là mình không có an lạc. Mà không an lạc thì có nghĩa là nó ngược cái nghĩa an lạc, có nghĩa là nó phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau thì chừng nào các vị mới có cực lạc chứ. Tôi biết mà tôi giải thích mà chân thật nghĩa như thế này là những người mà tu hành mà mê tín dị đoan, cực lạc cuồng tín, họ ghét dữ lắm. Giảng về là phá nồi cơm của họ. Họ cho là giảng cái kiểu của tôi là phá nồi cơm của họ. Để cho họ tạo dựng cái đức tin cho người ta chứ. Để cho họ kêu gọi xuống nha mà niệm Phật cho nhiều, để mà cúng dường chứ. Để mà phóng sanh cho nhiều, để có lợi ích chứ. Để mà xây dựng cái nhà giảng sanh cho nhiều, để cho nó có cái của cải tài sản chứ. Chứ mà nói kiểu của tôi vậy là làm sao mà dẫn dụ, mà dụ khỉ, mà móc túi người ta một cách dễ dàng được chứ. Cho nên vì vậy mà mấy cái người mà tịnh độ cuồng tín nó ghét lắm. Ghét mà gặp thậm chí mà nó ghét cay, ghét đắng. Nghĩ coi người ta, Đức Phật ngày xưa là một vị Như Lai Thế Tôn, là một vị gọi là
tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, thập trí lực. Vậy đó mà Phật không hề cứu được ai. Phật chỉ nói cái pháp cho người ta, ai chịu nghe pháp Phật, có tu thì có an lạc. Chứ còn Phật không cứu được cái chuyện mà tử sanh của cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Phật không cứu được cái nghiệp lực của chúng sanh giai tạo này. Vậy đó mà ngày nay á, đệ tử Phật có nhiều người nói, bây giờ tới cái là thầy cứu cho, thầy ống ba la, thầy niệm Phật, cái là Phật phóng quang tiếp độ. Phật trời ơi, giảng như vậy thì tội nghiệp cho Phật tử lắm. Thà để cho người ta sáng suốt đi, người ta có đem vàng, người ta cúng, mình cũng không có thiệt thòi chi, mà người ta cũng không lỗ lã gì. Đằng này á, mình ăn được bao nhiêu, ở được bao nhiêu, mà mình nói phi pháp để cho 5-3 đồng, 5-3 cọc đó, dầu cho có thành vàng, thành bạc, rộng rãi, cao sang đi chăng nữa, nhưng mà lương tâm, lương tri ở đâu? Rồi để cho người ta, Phật tử người ta đau khổ này kia nọ. Cho nên các Phật tử đang nghe pháp với tôi là các vị biết là chúng ta vừa nghe pháp mà vừa chuẩn bị cái tâm lý bị kích bác. Cho nên cái đức tin của Đạo Phật là tin nơi tam bảo, tin vào cái lý nhân quả, nghiệp báo. Chứ không có tin ở bên ngoài. Trong khi nếu là Phật tử thiệt, Phật tử quy y thiệt, thì phải nói cái gì? Quy y Phật, vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Quy Phật rồi thì không có quy y trời thần quỷ vật. Cái lời thệ nguyện của mình khi mình quy y, mình quỳ, mình phát nguyện, thầy mình truyền giới cho mình nói rõ ràng mà quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật, quy Pháp vĩnh bất quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo, quy Tăng vĩnh bất quy y bè bạn tổng hữu ác đảng, rõ ràng mà. Vậy mà mình đệ tử Phật mình rồi đó, mình thề nguyện rồi đó, mà cái gì mình cũng tin hết. 12 mùng 6, mùng 2, 16, mình cũng cúng, mà không biết cúng nó cho ai ăn. Tôi nhớ hồi xưa cúng thì tôi hồi nhỏ tôi chưa đi tu, mắc cười lắm. Gia đình tôi bắt tôi phải chiều mùng 2 với chiều 16 cúng. Mà tôi nói thiệt các vị, cho tới bây giờ tôi vẫn thèm ăn đậu, tôi vẫn thích ăn đậu phộng da cá nha. Ho ào 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 gì là khàn tiếng gì là tại cái tội mê ăn đậu phộng da cá. Hả, mà một lần bây giờ mỗi lần mà đi qua cái chỗ có người Việt, có người Hoa là tôi mua đậu phộng da cá, cả ô, cả gô gì để dành ăn. Cái tôi nói thật các vị là tôi thèm ăn đậu phộng da cá, mà thời đó mà đậu phộng da cá mà hồi tôi còn nhỏ là cái thời bao cấp mà. Vô từng bịch về bán. Mà tôi nói mỗi lần mà cúng cô hồn vậy đó, cúng mùng 2, 16 vậy là tôi phải lấy đậu phộng da cá tôi cúng. Mượn cái cúng như vậy đặng chi? Đặng mình ăn. Cúng để mình ăn. Bởi vì khui đã cúng rồi thì gió vô rồi thì phải ăn thôi chứ. Bán nữa nó mềm ai mua. Tôi nhớ bài đã cúng phải có đậu phộng da cá tôi mới chịu cúng ạ. Tôi nói, giới thấp cây nhà cái giấy ngay, bà cậu các đảng âm nhân, quý ông chiến sĩ, ở bờ, ở bụi, ở cây, ở cối, ở ngọn, ở ngành, siêu mồ, lạc mã, xa cây, xa cối, xa cội, xa cành, hôm nay là ngày mùng 2. Gia đình con vậy vậy vậy, xin cúng các ông về đây thọ tài hưởng thực. Rồi cái coi như là rồi châm trà, rồi đốt giấy tiền vàng bạc, rồi coi như là cái mà thật nó thèm chảy nước miếng hay các gì. Cứ mà mỗi lần mà tôi mà cứ chơi mà tôi đốt giấy tiền vàng, cầm giấy tiền vàng bạc là cái tay tôi vậy lại dưới này tôi kẹp hộp da cá nè. Cái rồi vừa đốt mà vừa lẫm cho nó ngon, chứ để hồi nó mềm xèo sao ăn ngon. Thời ở tôi nói thật các gì, mà tôi đâu có thấy trời đánh thánh và thánh giặc gì đâu. Không thấy ai giặc tôi hết trơn á. Thèm quá ăn à. Mà nếu ông mà thần mà thánh mà bữa nay mùng 2, 16 có ăn, ông về đây mà ông phải cảm thông cho tôi chứ. Tôi cúng ông tôi thèm quá tôi phải ăn. Cho nên mà ông giật tôi, ông là cái gì?
À, vậy mà thế gian cứ đồn đó là trời đánh thánh vật này kia nọ, mà tới ngày hôm nay nhăn răng gì chứ, rung răng gì chứ, có thánh vật trời đánh gì đâu, nó thèm gần chết mà, cái thời bao cấp mà. Cho nên tôi nói các vị rằng mình là đệ tử Phật, nếu các vị muốn có an lạc là các vị phải cắt đứt những cái lòng tin, cái đức tin mà tin ở bên ngoài, tin không có chân lý, cắt đứt đó, viễn ly đó, thì các vị sẽ có an lạc. Nhà của chúng ta cắt mà chúng ta thờ thần thánh ở hết rồi, cái nhà coi như là nào là cái trang Chúa Tiên Chúa Ngọc, nào là cái trang Nam Cực Tiên Ông, nào là trang Quan Công Quan Thánh Đế Quân, nào là trang Phật Bà Quan Âm, nào là trang của Đức Phật Bổn Sư chẳng hạn, rồi nào là trang của Bà Độ Sanh Độ Mạng. Trời ơi, trên cái mái nhà nó nhiều cái trang, nó giống như cái lồng cu vậy đó, cái lồng chim vậy đó, ở thần thánh ở hết trơn à. Các cái nhà cho con người mình ở mà thần thánh ở từng 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 cái lòng, vậy, thì các vị nghĩ tội nghiệp thần thánh chứ, mình khinh thường thần thánh chứ đâu phải mình quý trọng thần thánh đâu. Mình làm vậy mình tưởng đâu mình quý trọng, nhưng mà thật sự mình khinh thường đấy. Cho nên vì vậy mà tôi muốn nói cái điều này ra để cho chư huynh đệ bớt đi cái đức tin mà gọi là tin không có chân lý. Mà mình tin, đức tin của chúng ta là tin vào nhân quả nghiệp báo, tin vào cái lương tâm lương tri của chính mình. Mình làm cái điều gì đó mà không không hại người, không khổ người, hiện tại cũng như vị lai, thì coi như là mình không có lấy gì đó mà mình phải sợ sệt á. Trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi có nói vụ thất thánh tài, vụ vàng á, nói cho nó hết câu chuyện, nó quên hết giờ. Cho tới khi mà tôi học xong 12 năm ở Sài Gòn rồi đó, tôi trở về về quê, tôi lãnh một cái ngôi chùa mà gọi là hoang tàn mấy trăm năm mục nát, không còn một cái cây cột để sử dụng. Này tôi nói thành thật, mà ngày hôm nay là cái chùa của tôi là bây giờ đệ tử nó cắt theo, hồi đó tôi làm một giai đoạn rồi tôi qua bên Mỹ còn để cho đồ đệ tôi, bây giờ nó cắt giống như cái hoàng cung vậy đó. Ai mà về đó coi giống như cái hoàng cung, mà để nó có một số người nó nói là tôi coi như làm chùa là trốn nợ. Cái giai đoạn đó nó khó khăn lắm. Tôi trở lại cái vấn đề mà giai đoạn đó mà mượn vàng mà làm chùa đó nghe. Mượn vàng mà làm chùa. Mà vàng cái năm đó đó nó có 29 triệu một cây à. Tôi nhớ rõ ràng cái thời tôi mượn vàng làm chùa nó có 29 triệu một cây. Mà cái năm đó ai cũng sợ vàng nó sụt nữa hết trơn á. Cho nên ai cũng ùn ùn cho tôi mượn vàng. Mà thật sự các vị biết là mượn có lời đàng hoàng à, chứ tôi chưa từng mà ngửa tay mà mượn tiền mà không trả lời à, dầu lời nhẹ hay lời nặng. Vì tôi, cuộc đời tôi là như vậy đó. Cho nên giờ ai cứ ngon chửi bới công kích cũng không sao, ai có vu vạ nói xấu cũng sao. Cái năm đó mượn vàng 2 triệu 9 một chỉ, nó đùng một cái. Khi mượn á là người ta biểu mình là ghi mượn bằng tiền chứ không ghi mượn bằng vàng. Chơi 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 kiểu kiểu ngon không? Bởi vì sợ vàng nó sụt. Nhưng mà không biết sao tự nhiên vàng nó lên tới từ 2 triệu 9 mà nó lên tới 4 triệu 7. Mà tôi nhớ cái mốc ngoặt mà lúc đó 4 triệu 7, nhưng mà thật chất là cao nhất cái thời đó là 4 triệu rưỡi một chỉ. Hồi mượn họ sợ vàng nó sụt, họ biểu mình ghi trong sổ là mượn tiền 2 triệu 9 một chỉ, họ đưa thêm 100 ngàn nữa là 3 triệu. Tới vàng nó lên, 6 tháng sau vàng nó lên, họ đòi bằng vàng, cái chịu đã không? Rồi hỏi các vị có giật hay không giật. Tôi nói cho các vị hiểu, để tôi các vị mà nghe nói mà tôi giật nợ là hết hồn. Thế thì tôi đã không hỏi, tôi mượn rõ ràng là 2 triệu 9 mà tôi trả lời mà các vị còn bù thêm 100 nữa để cho đủ 3 triệu.
Thì bây giờ tôi trả thì tôi cũng trả. Bây giờ tôi tự nhiên phải chứ hồi xưa mà các vị mà bắt tôi nói bây giờ thầy lấy vàng thì thầy phải trả vàng đó. Thì bây giờ là nói tôi giật là phải. Rồi tôi nói cái cuộc đời thưa các vị nghe, vàng bạc những cái thứ đó nó làm khổ đau cùng cực nghe các vị. Đừng có tưởng nó cuộc đời mà có vàng có tiền mà sướng. Trời ơi, tôi nói cho các vị biết, cho nên đó, tôi thì thiệt sự từ hồi nhỏ tới lớn tu hành hồi nhỏ không có nếm cái mùi đời, nhưng mà nó trải qua những cái giai đoạn mà đạn trường nó như vậy đó. Khi mà vàng nó sụp thì họ sợ sụp nữa, họ bắt mình lấy một chỉ, họ đưa mình thêm 100.000 thì thành ra 3 triệu, 2,9 triệu thành ra 3 triệu, họ trừ họ trích cho nó đủ 3 triệu. Nhưng mà khi vàng nó lên 4,5 triệu thì họ nói là họ cho mình, họ đưa mình mượn vàng. Các vị nghĩ coi bây giờ giải quyết sao? Cuộc đời nó vậy giải quyết sao? Các vị giải quyết tôi coi. Tôi nói thiệt, nó tan thương. Vì vậy mà nếu nói rằng Đức Phật nói rằng thế gian này người đời cho vàng, cho bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não đó là quý, thì nó quý ở đâu? Nó quý chỗ nào đâu? Nó quý thì theo lẽ nó quý thì nó phải sang, nó phải báo, nó phải an lạc chứ. Còn đằng này nó đưa tới cái nỗi khổ khi nó lên, khi nó xuống. Cho nên á, chỉ có người trong cảnh mới hiểu được người trong cảnh. Vì vậy mà tôi mắc cười. Tự nhiên á, là trăm, gọi là trăm, trăm sau nó đổ đầu tầm gì đó, quá cười vui vậy đó. Mà nhờ vậy mà tôi mới có việc để tôi nói thật như vậy cho các vị nghe rõ. Cảm ơn cuộc đời để rồi nói như vậy để các vị kinh nghiệm. Đây là vừa dạy đạo mà vừa nói chuyện đời luôn. Làm ơn ở Việt Nam các vị đừng có bao giờ đi mượn vàng nha. Mượn vàng là vàng nó lên nó xuống thất thường là trả rất là mệt nha. Cho nên làm ơn giùm tôi một cái. Đó. Ở trong này có mấy đệ tử ruột của tôi, và tôi cho là ruột là ngày xưa đó. Ngày xưa coi như từ thời mà tôi mới bước chân về Bà Chiểu đó. Có nghe trong này. Rồi có mấy Phật tử đang ở quận 2 đó. Là biết tôi từng chi tiết đó. Là tôi nói người nào là không có gì rõ luôn đó. Đó là kinh nghiệm sống đó các vị. Như vậy mà người xưa nói câu là tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân, kịch trần duyên giấc mộng vàng, giới định tuệ sớm tu nhân thành Phật. Nếu mà mình tranh cái cuộc đời này, tranh sự thế này, trăm năm đều là bạc. Cái chưa cái câu rất là hay tại chùa Quán Sứ, tại cái chùa của thủ đô Hà Nội đó. Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân, kịch trần duyên giấc mộng vàng, giới định tuệ sớm tu nhân thành Phật. Như vậy là vàng với bạc đều là mộng hết, đều là kịch trần duyên, đều là giấc mộng vàng. Nhưng mà muốn cho nó trở thành đẹp thì phải có giới, có định, có tuệ. Để nó trừ khử cái ở trên là tham, là sân, là si. Vì vậy cái thất thánh tài thứ hai của Bậc Thánh đó là giới. Giới là người học, giới là người giữ gìn, người trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý cho trong sạch. Tránh xa tà vại, bất chánh tội lỗi thì gọi là giới. Cái thứ ba là tàm. Tàm là biết khổ thẹn với lương tâm mình khi mình làm những điều xấu ác. Thứ tư là quý, là biết xấu, thẹn. Coi như là thẹn với người, với tiếng chê cười những việc xấu, khi làm những việc xấu xa, thì người đó là người đáng trân trọng. Cho nên trong nhà thiền, trong nhà Phật có câu là thập triền, thập sử. Thập sử là ai cũng biết là ngũ lợi sử, ngũ độn sử rồi. Hay còn gọi là kiến hoạt và tư hoạt, ai cũng biết rồi. Nhưng mà thập triền
Thập thiện là chọn 10 món trong 20 món của phiền não. 20 món của phiền não là phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tạm, vô quý, triệu cử, không trầm, thất niệm, giải đại, tăng loạn, bất chính tri. Là 20 món gọi là chi mạc phiền não, chọn 10 cái thì gọi là thập thiện. Thì có nhiều vị thì chọn là phẫn, hận, phu, não. Rồi bắt buộc cái gì, cái phải bắt buộc chọn hai chữ giữa là vô tàm, vô quý. Rồi muốn chọn bốn chữ sau, chọn chữ gì đã chọn là đủ 10. Bất cứ cái gì đi nữa, nhưng mà phải chọn hai cái chữ giữa đó là vô tàm và vô quý. Con người mà không biết hổ thẹn với người, không biết thẹn với lương tâm, lương tri của mình là con người đó hết xài, con người đó là vô đạo đức, người đó là bất tín. Con người mà miệng nói, tâm nghĩ khác nhau là con người đó, cái óc không phải là con người. Con người ý nghĩ cái gì thì miệng mới nói cái điều đó, ý nghĩ cái gì thì mới hành động điều đó mới là con người. Vì vậy mà tàm quý là hai cái món gọi là của bậc thánh. Văn là thường xuyên nghe pháp, tầm cầu chánh pháp, học hỏi chánh pháp, thọ trì chánh pháp. Thứ sáu là xả, là cái tâm xả ly, cái tâm dứt bỏ, biết bố thí, biết cúng dường, với cái tâm rộng lớn, với cái bàn tay rộng mở gọi là xả. Xả còn gọi là thí. Cái thứ bảy là huệ. Huệ là thấy rõ nhân quả, tội phước, thiện ác, thấy rõ vô thường, khổ không, vô ngã của tâm và pháp. Huệ hay nó khác là trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có giới, có định, có tàm, có văn, có xả. Đó gọi là thất thánh tài, gọi là thất bảo đó các vị. Chứ đừng có chơi mà dụ khỉ thiên hạ, nói ráng tu đi, ráng niệm Phật đi, đặng về cái cõi Phật A Di Đà, về đó toàn là vàng, là bạc, là lưu ly, là pha lê, là kim ngân, là sa cừ, là mã não, là xích châu, hổ phách, không. Nếu mà ở đó toàn là những cái thứ đó thì cái thứ đó nó cũng chẳng gọi là quý. Mà các vị biết mà nếu mà vàng nhiều á, mà quý vị nằm trên đống vàng là quý vị chết ngay. Các cái chỗ mà sản xuất vàng người ta đâu có dám ngủ lại. Ngủ lại cái khí của cái sản xuất vàng đó, nó ra là chết ngay. Có người mà đeo vàng như thế này nè, nó đeo nhẫn, đeo cà rá, đeo vậy á, vậy thì nó không, ít thì nó không sao. Chớ mà nằm trong đống vàng là cái khí nó hết chết ngay. Các vị thấy ngày xưa mà chưa có thuốc trị bệnh cùi đó, nói vậy không nói ai nghe, trong giới nghệ sĩ tài danh của chúng ta ngày trước có một cô đào mà bị phát hiện bệnh cùi đó, phải uống vàng đó. Không nói nghe các vị, không comment nói nghệ sĩ nào nghe, mà sống tới bây giờ. Cho nên như vậy, vàng nếu nó báo là tại vì nó quý, là nó hiếm. Bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu cũng như vậy. Nhưng mà nó báo đây đối với nó hiếm, chứ không phải quý báo đối với cái tâm linh được. Cho nên đừng có giảng kinh theo cái kiểu mà mê tín dị đoan để cho Phật tử hiểu lầm, mong đi về cái cõi đó để nằm trên đống vàng, là không có điều đó. Nếu như mà bây giờ mà tôi bắt các vị mà tới một cái đảo vàng không đi, các vị tới đó là các vị sẽ thèm đất đó. Bây giờ tại mình đang ở cái cõi này là cõi đất, cho nên vì vậy mình mới thấy nó quý là vàng. Nhưng mà tôi nói thật các vị, đất đó mình còn có thể cuốc bẫm trồng sâu, gọi là cuốc bẫm cài sâu để mà trồng hoa, trồng quả, trồng ngũ cốc, ngũ quả, chứ còn vàng trồng được cái chi. Vàng chỉ có đi đổi trác, mà nếu chỗ đó là vàng không có đất thì lấy vàng đổi trác cái dưới ai.
Đó, cho nên mình học kinh, mình học thiệt như vậy đó, rồi cái mình biết thiệt như vậy đó, rồi mình nhẹ lắm các vị ơi. Mà tôi biết là nói vậy là không có mấy người nghe nổi đâu. Tại vì chúng sanh nó cái tâm nó tham, nó vọng, cho nên Phật phải dùng gọi là phổ vị thế giới tất đàng, giới thiệu cõi cực lạc nó có 7 cái món báo như vậy. Nhưng mà 7 món đó nhằm muốn nói 7 cái này hồi nãy giờ tôi nói đó, là tính, là giới, là tàm, là quý, là văn, là xã, là huệ đó. Rồi bát công đức thủy. Bát công đức thủy là chỉ cho 8 thứ nước công đức, là tánh, là cái bài mà các vị nguyện là vô là dương chi tịnh thủy biển sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên phạm giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hòa diệm hóa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát. Bát công đức thủy, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Thôi hết giờ rồi, ngừng đây đi. Còn mấy phút nữa nói bát công đức thủy này cũng hết chuyện đâu. Mình học từ từ vậy đó, học chữ nào nó ra cái nghĩa thì nó hay lắm các vị. Nhưng mà tôi nhắc đi nhắc lại à, cái lớp học chúng ta nó sẽ có rớt dài dài. Rất dài dài là tại vì đeo không nổi, theo không nổi. Những ai mà mê tín dị đoan, mà quyến hoặc, mà tin tưởng tầm bậy tầm bạ, tin tưởng ngoài cái khả năng giác ngộ giải thoát của mình là không bao giờ nghe mấy cái pháp này nổi. Thôi xin chào các vị, chúc các vị ngày cuối tuần vui vẻ. Ở Việt Nam chiều nay nhớ, chiều nay là ở Việt Nam mà ngủ cho ngon giấc, sáng mai học kinh, học chứng đạo ca tiếp nha.